Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Ngồi bình thường, đừng em bình thường. Vì ra cái tư cái bố. Đau. Đau. Rồi. Rồi, rồi, không sao. Đấy, cái gì vậy? Nhìn thì là ai đối ra đây? Không được, từ đứng dậy đi. Đó rồi, đứng dậy. Cố gắng lên. VV ở đây. Vì mình tâm tin. VV nhẹ nhẹ thôi. Đi đây. Đi đây. Để mình bấm ngủ bội ha, xong rồi bấm tâm tinh. Chỗ nào tâm tinh thấy? Tâm tinh là dưới đây hả? Dưới. Dưới, đấy, còn trên là ngủ bội. Ngủ bội là 5 ngón. Thế búa. Đây, hai cái dương này, dương này to hơn. Ngồi xuống. Đúng không? Rồi, bây giờ mà từ bình tĩnh mà đi từ qua kia rồi bị lại. Như hồi thời con gái. Rồi, khá rồi ha. Đấy, rồi đi ngon. Thằng ngon lành cái kia gì nữa. Rồi, quay lại. Hôm qua không đi thẳng đâu, sai đi thẳng rồi. Nay đi thẳng rồi. Qua không khó. Rồi, ngon lành chưa? Dùng như là một thần thoại đó. Ừ, thần thoại sao? Chị thấy sao? Thì chứ đi lên nội chúng nó nghe đâu nhiêu dùng như khi trước đó. Mà đều nội chúng thần thoại mãi lắm. Dùng như là phép thần thoại đó. Tuyệt vời nhá. Rồi, chưa? Chưa bây giờ thử thêm cái món nữa. Quá ngon. Khác nhiều chứ. Dạ. Thôi. Khi vừa mà ngồi xuống thì là phải bỏ hai người kéo cũng một cái kéo lên thì được chứ không từ đường dây đi được. Mà bây giờ thì cũng thể đường dây đi được. Kiểu giống như một lần vô tổng là mọi người vô tổng trong một đường dây thôi chứ vô tổng là mình là được bổ tổng như là tổng được. Rồi. Ngon lành rồi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.